Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, sáng nay ngày 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam-Nhật Bản năm 2023. Hơn 20 đại diện doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đã tham dự hội nghị. Tập đoàn Kangaroo là nhà tài trợ vàng cho chương trình và đồng thời là đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam liên doanh cùng Nhật Bản phát biểu trong hội nghị. Bên cạnh các hoạt động ngoại giao kết nối lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2023 còn có sự tham gia của 80 gian hàng giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm liên doanh, sản phẩm Nhật Bản cùng nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống và hiện đại của Nhật Bản như trà đạo, cắm hoa Ikebana, viết thư pháp, trình diễn đấu vật, lễ hội âm nhạc. Gian hàng Kangaroo là một trong những gian hàng thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan lễ hội. Tại đây, ngoài việc trưng bày các sản phẩm máy lọc nước, thiết bị gia dụng, nhà bếp liên doanh Nhật Bản mới và hiện đại nhất, khách hàng còn được trực tiếp trải nghiệm, khám phá công nghệ lọc nước khỏe Hydrogen. Đến nay, Kangaroo là thương hiệu đầu tiên trên thị trường có bằng sáng chế độc quyền thiết bị tạo nước Hydrogen. Phát biểu tại hội nghị xúc tiến và đầu tư kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, đại diện tập đoàn Kangaroo khẳng định, sự hợp tác liên doanh với Nhật Bản sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm vì sức khỏe người dùng. Kangaroo đặt mục tiêu trở thành tập đoàn gia dụng hàng đầu tại Đông Nam Á. Và từ năm 2021, Kangaroo đã liên doanh với Norit, tập đoàn có hơn 70 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản để cùng phát triển. Hợp tác liên doanh này đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho Kangaroo và Norit. Những sản phẩm gia dụng từ Nhật Bản có chất lượng cao và độ tin cậy được công nhận trên toàn cầu. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách áp dụng tiêu chuẩn sản xuất với chất lượng Nhật Bản giúp sản phẩm Kangaroo đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường. Lễ hội Việt Nam Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2023 là hoạt động có ý nghĩa. Với những tiềm năng và lợi thế to lớn, nơi có những người dân giàu lòng mến khách, Đà Nẵng là một trong những điểm đến hàng đầu đối với các nhà đầu tư và du khách Nhật. Bằng việc thể hiện sự cam kết trong hợp tác kinh doanh và sản xuất với Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản và liên doanh Nhật Bản như Kangaroo tham gia lễ hội năm nay đã thể hiện quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và sản lượng hàng gia dụng xuất khẩu ra quốc tế ở nước ta trong thời gian tới.